trong một tuần với tỏi. Trong tỏi có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa nên giúp làm đẹp da, giảm rụng tóc nhanh chóng. Nguyên nhân rụng tóc. Rụng tóc ở nữ giới thường xảy ra vào mùa đông. Vào mùa này, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là rất ít, do cơ thể không tổng hợp đủ vitamin D, nên mùa đông được xem là nguyên nhân gây rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Rụng tóc ở nam giới thường xảy ra vào mùa hè, do phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên da đầu đổ quá nhiều mồ hôi. Nó gây ra viêm tuyến nhờn, làm xuất hiện các đốm trên da đầu, dẫn tới ngứa, trầy da và rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nước mưa pha trộn với nhiều chất gây ô nhiễm khác có thể gây hại cho tóc. Trường hợp bị nám tóc sẽ dễ bị rụng tóc bất kể vào mùa hè hay mùa đông. Chữa rụng tóc với tỏi. Trong tỏi chứa các vitamin B1, B2 và vitamin E, vitamin B1. Các vitamin B2 có trong tỏi khác với loại vitamin B2 về hóa chất thông thường. Nó có chứa các axit hoàng tố đơn hạt và hoàng tố nhị hạt, là chất men chuyển hóa các chất protein cần thiết. Sự chuyển đổi này có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da, giữ cho da đẹp hơn. Vitamin E có trong tỏi có công dụng tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hỏa huyết, giải độc, làm ức chế sinh hắc tố và làm lắng động các sắc tố khác thường. Tỏi có thể dùng để phòng ngừa da lão hóa hay da đồi mồi. Tỏi có tác dụng làm cho da mềm hơn, chống nắng, tẩy vết đốm, công dụng làm trắng da, chống bạc tóc, chống rụng tóc, trị mụn cực kỳ hiệu quả. Cách 1. Rụng tóc từng đám hay từng mảng đầu thì dùng tỏi bóc sạch vỏ, nghiền nhuyễn được một chất dịch như cháo. Đắp chất lỏng này lên chỗ tóc rụng, để 2 giờ, sau đó gội đầu thật sạch bằng xà phòng tắm hoặc nước gội đầu. Mỗi ngày làm một lần, liên tục trong 7 ngày đến 10 ngày, nghỉ 10 ngày lại làm tiếp đợt 2. Cách 2. Giả tỏi lấy nước bôi lên da đầu, massage nhẹ cho da đầu để máu có thể lưu thông, cung cấp dưỡng chất cho tóc một cách tốt nhất. Có thể bên cạnh đó, tinh dầu tỏi cũng được thấm sâu vào da đầu và chân tóc, giúp giảm tình trạng rụng tóc. Tích cực sử dụng biện pháp này trong vòng 2-3 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Hoặc bạn có thể làm theo cách sau: 1 thìa tinh dầu vitamin A hoặc E, 1 thìa mật ong, 1 thìa tinh dầu thầu dầu, 1-2 nhánh tỏi, 1 lòng đỏ trứng gà và 2 thìa tinh dầu ô liu. Bạn trộn tất cả những thứ trên với nhau tạo thành hỗn hợp. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên tóc từ chân tóc đến ngọn và dùng khăn quấn và ủ tóc trong vòng 30 phút. Sau đó gội sạch lại với nước. Với cách này, bạn thực hiện thường xuyên và đều đặn, bạn sẽ ngăn ngừa được chứng rụng tóc một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuốn hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên hoặc hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông miệng, cuốn rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chào. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi,
có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt, bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau, sưng đỏ đến đâu bôi đến đó, bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín, nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím, thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non, hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian, có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, ghẻ lở, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric, là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu. Cách 1. Dùng cỏ măng trầu. Lấy một nắm cỏ măng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ măng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ măng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ măng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2 đến 3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, sung mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau: đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g, làm sạch, cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ, hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên,
Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc đấy nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm: do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ, tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress. Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1 đến 2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa, hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lương, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu, mua ở siêu thị, lọ extra vingin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn, mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh, cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê, họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam, chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun. Cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được, đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản. Dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả, để nhiệt độ phòng là được, chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc vết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt.
Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hệ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là Viagra tự nhiên vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của Viagra, cuối cùng tăng ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi. Mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hoàn loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn và tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng. Hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6. Cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen. Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của nụ đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức không phù hợp, tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê. Giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất phytoestrogen, một chất tương tự như estrogen, giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm,
đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thường lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thường lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch, cắt một lát nhỏ ăn. 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơ la bàn, giả la bàn, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vằn nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuốn lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá, cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bồ kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy, thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé.
khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu. Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium. Đặc biệt là vitamin A dồi dào, giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp, với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc, rụng, xơ, rối, chẻ ngọt. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói, hạt rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn, đồng thời giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-xanthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính
còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.